mình. Chiều bơ ngỡ bơ vơ, người đi đi người bơ. Có nước không thì đi. Mấy giang xưa mịt mù, thành phố đó chiều cổng viên. Mùa xuân còn xuân biết chăng xuân. Hello chị Thanh Trần. Hello chị. Ôi, ta chia tay từ đây, như nước mắt bay quanh, tiếng nở yêu thương xa đau thương đến cả đời. Nhưng hôm nay bán đúng 20 món nghỉ với chị, lý do trời mưa không bán được. Liên khang chị bận em đi. Nguyễn Nhụ tới hôm qua có bia mà ba. Phan Trang Sa Đéc. Đúng không? Gửi hôm qua chán rồi chị hai không? Rồi ghi mở hàng ở chị Lan Điệp không có dấu nè. Lan Diệp không có dấu. Lan Diệp không có dấu. 220 353 quận 11 Lolo 330 hả? Áo khoác là áo khoác này là free size 60 đến 1 70 đến 100 kg. Có tổng cộng 8 màu mấy chị ha. Em nói mấy chị là con này đẹp 330 là số điện thoại đó. Con này em nói thiệt với mấy chị đẹp lắm, 70 đến 100 kg bao giờ cho mấy chị ha. Hôm nay lên con khóc bán đủ 20 biêu nghỉ, tối nay không có 2 mố với chị. Mệt quá chị, mệt luôn. Nghe em đã xách mấy bao tải đồ đi phơi là còn được một cái bao khô thôi. Còn nhiều nói chung là nó không có ướt mấy chị biết sao không? Tại vì trong ở ngoài nó có hai cái lớp bì bóng, ở trong nó có lớp bì bóng hương nữa mấy chị hiểu không? Mới mở lên, like lên nghe chia tay nhau từ đây là sao? Chị cũng tào lao tiệt. Em 88kg nha. Nè mấy chị thấy cũng còn rộng nè, mấy chị coi nè. Mấy chị dày là mấy chị biết còn rộng hay còn chật liền rồi đó. Em để gì cho mấy chị đó, đó thấy không? Mùa đông chơi thung lũng xa như một chiếc khinh cầu đó. Vô. Bán đúng 20 một bill rồi nha. Bán đúng 20 bill nghỉ mấy chị. Em có rất là nhiều màu và tổng cộng là 8 màu. Và mấy chị ơi, em nói thiệt với mấy chị nha. Coi tay này đẹp không? Nó làm cái bo tay rất là đẹp. Nó làm cái cổ rất là dít và đẹp nè mấy chị. Một bill một cắm, hai cắm. Một mình em 6 cái. Gì? Yeah. Mới chấm cái, ôi làm gì, chấm một bill một chấm. Hai chục bill, hai chục chấm. Trời đất ơi. Má nó ngồi nó canh tôi một bill, nó chấm một cái đi mấy chị. Cái mã này là màu xanh ngọc nha. Mã này là màu hồng ruốc đậm. Tất cả mọi cái nó đều có đá mấy chị. Tại vì em mặc cái xanh ngọc, ở sau lưng cũng có đá. Chốt giùm em hồng ruốc đậm ha. À, bộ chị mặc, bộ chị đang mặc là hàng sale rồi, 180 ngàn, hình như còn 3-4 bộ trên lầu á. Cái này là màu xanh ngọc, cái này là màu ruốc đậm. Cái này mấy chị chốt giùm em xanh lá cây đi ha. À, cái này mấy chị chốt giùm em xám lông chuột. Chốt giùm em mã này là xám lông chuột áo khoác nha. Áo ở trong nha, bộ ơi, còn áo khoác 220 nha. Xám lông chuột mấy chị ơi. Xám lông chuột. Hai cái này gửi gì cho má anh ơi. Đâu để từ từ coi. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Tiếp tục. Cái màu này là màu tím đậm nè, cái con này mặt trắng lắm nha, tím đậm ha, tím đậm. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị một cái màu hồng ruốc nhạt. Đây là hồng ruốc nhạt. Cái mã này người ta gọi là mã bò đá ha. Có chốt rồi Helen Thảo, mã bò đá. Cái này là mã vàng bơ mấy chị. Mấy chị có thấy nóng không chị? Em nóng quá trời luôn. Cái này là mã vàng bơ ha. Đây là mã vàng bơ mấy chị. Tại em đang mặc áo khoác em thấy nó nóng á. Nói chung là 8 màu lận. 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi 8 màu mấy chị. Bộ này có size 75kg, hàng sale còn có 180 ngàn thôi. Quyền phạm. Bán cho những chị có chia sẻ live stream 180. Còn chị nào không có chia sẻ live stream 240. Bộ này vải đã đó mấy chị. Vải co giãn rất là sướng luôn quyền phạm. Áo khoác này 93kg mặc bao vừa cho chị hạnh phúc là anh. Áo này 70-100kg, tổng cộng 8 màu ha. Chị nào trưa nay chưa chốt thì tối nay tranh thủ chốt tiếp mấy chị. Chế nào hôm nay chưa chốt, tối nay tranh thủ chốt lên lại giùm em nha. Nó có túi trong và nó có túi ngoài. Ủa nãy giờ bán gì bộ đá bà nội? Ủa bà Liên nãy giờ tôi bán gì bộ đá vậy? Dạ bò đá.
Trời mẹ ơi, bán bò đá. Làm ơn nói dùm tiếng Việt cái. Mấy chị biết đầu óc tôi phong phú rồi ha. Mấy chị. Rồi Liên Nguyễn 220 nè. Liên Nguyễn 220 coi nó chấm tiếp nè. Ủa đâu thấy tên thật à. Liên Nguyễn không có dấu 220. Để lùng nhắn tin cho cô Liên Nguyễn. Cái màu này đẹp lắm mấy chị. Cái màu này nè. Cái màu này khi mấy chị ra nắng mặc mồ hôi á, chứ lại nó không có bắt mắt là cái màu này nè. Màu ni. Màu ni là một cái màu mà khi mấy chị mặc ra nó sẽ không có bị bát nắng. Mà cái vải này em nói mấy chị nó co giãn. Nó co giãn thấy con đỉ mẹ luôn mấy chị. Nó co giãn dữ dàng lắm ha. Nó co giãn mê say lắm mấy chị ha. Đó là cái này ha. À, vậy đó. Nguyễn có dấu. Vậy đi Nguyễn không dấu. Buồn lên ngang gói được rồi về. Dạ 228 màu chị. Là bộ đùi chị. Cái này là bộ đùi không phải là dâm nha chị Huyền Phạm. Rồi tí xíu cái này lại đi con. Không ai mua áo khoác lấy một cái bao bộ chắc vô tính còn bao nhiêu cái luôn nè. Bỏ nhiêu mới làm á. Bỏ lòng ơi. Đưa hết rồi con. Xếp cái áo này lại. Để anh tí làm cái này đi. Con lớn con làm mày tí. Rồi. Bỏ cái xếp cái áo này bỏ vô bịch nè bóng gương. Rồi bà lấy một cái bịch không xếp đàng hoàng vuông vắn lại. Bỏ vô hết rồi tính được bao nhiêu cái nốt lại. Em có một cái mã nè. 57 cái giờ bán được cái còn 56 cái. Chưa không phải lộn mà. Hai cái. Đây nè mấy chị, con đây là con chốt giùm em con xanh đậm nè. Nó không phải xanh đậm nhưng mà em chốt nó là xanh đậm nha. Đó chị nào chốt áo khoác chốt giùm em. Áo khoác này là free size là 60 đến 70 đến 100 kg. Đưa hết qua cho anh tí đi để lên đồ khác thôi. Cho cái bì ra ngoài. Anh là cha nó hát bài em đi chơi thuyền nha. Bỏ cái bao đó bao bự không con? Kiểm tra là phải bao đó bao bự không? Cho anh tí bỏ vô không đủ nha. Phải bao bự không? Má số điện thoại rồi ba bao la mượn đi 100. Cái gì vậy anh? Số điện thoại hồi nãy đang việc nè. Ba gì? 353 mà. 353. Đúng rồi em đọc 353 mà. Điện vô 353. Em đọc là 353 đàng hoàng. Con nhỏ đặt hàng ở trong bài viết nó đặt hàng ngoài livestream đâu mà. Cái không à. Có hồi bữa em có hai cái zoom á chị, zoom xanh đen với lại zoom đen viền trắng á chị. Bữa giờ chị Mẫn Ngô mua zoom đó chưa? Xuân Phạm cho xem áo khoác ở đây nè cả. Em nói với chị là áo khoác hôm nay màu về đẹp lắm. Toàn là nè, toàn đính đá không mà tổng cộng 7 màu lộn Xuân Phạm. Cái đây là màu vàng bơ nha. Cái đây là hồng rút nhạt nè. Cao lộn cái đây là màu bò nè. Đây màu bò ha. Màu bò. Cái này là xanh ngọc nè. Đây là xanh ngọc. Cái này chốt giùm em xanh lá cây nè, vải đẹp lắm gái. Cái này là xanh đen nè. Cái này là xám lâm chuột nè. Cái này là hồng ruốc đậm nè, có một cái hồng ruốc nhạt nữa, đó. Con này là tím đậm nè. Con này là tím đậm 8 màu luôn. Em còn một cái đúng một cái màu nâu bò thôi. Chốt giùm em nâu bò, còn đúng một cái nâu bò. Con này xanh ngọc. Đó, rồi, cái này quăng đây con. Cái xanh đậm này nó đẹp lắm mấy chị. Cái đính đá màu xanh đậm nó cũng đẹp mấy chị. Đẩy cái này lên sau rồi qua. Vì cái này là bì đâu phải bì lớn đâu lùn. Là bì trung trung á. Con rút vào trong cùng vậy. Cái bì đâu có lớn lắm đâu con. Không Nguyễn Lý. Đếm bao nhiêu cái nha. Xếp cho vuông vắn nha tí nha. Ồ, ở dưới kia nữa, cái này ngon. Đó chưa con. Rồi cái này áo đá nè. Cái xanh đậm này đẹp lắm, để em mặc cho chị coi cái xanh đậm này nè. Em có một cái, bé lùng lấy cái xanh đậm trên ghế cái gì vậy con. Để em mặc cho em, có để là cái 220.000 thu bùi ơi. 220.000 nha. Có để lại mặt mà đó chị. Để lại mặt 6 cái cho nhiêu. Thiệt. Tại em đi lấy hàng thường xuyên đó mấy chị. Em mê áo khoác nữa. Áo khoác đó gái. Áo khoác Amitu 220.000. Cái màu này nó đẹp mà nó dễ mặc, hay bắt mồ hôi lắm. Cái màu xanh ngọc là một cái màu mà mấy chị mặc ra đường là có mồ hôi, muối á, người ta cũng không có thấy ha. Còn em mặc vẫn còn rộng nhiều á chị. Con này là màu xanh, màu người ta gọi là xanh đen nè mấy chị. Rồi xong rồi chụp lại.
Xong rồi mấy chị hãy hát cái bài Tôi là tôi, ai làm gì tôi. Người con ơi chiều nay sẽ đưa tôi xuất xa dần. Đó. Đây là con xanh đen nha. Đây là con xanh ngọc nè mấy chị. Mã xanh ngọc. Con này đẹp. Con này vải đẹp lắm. Đây là mã xanh ngọc nè mấy chị. Ha. Hồi xưa chị Liên Phước có chốt xanh đen không? Xanh đen của Liên Phước là bên lùng 220. Con này mặt xinh. Em là cho một tí là tình tâm nó đến bao nhiêu cái nha. Mày đếm đâu? Bây giờ không đếm luôn. Đếm đi, không đếm đổ là đếm lại. Đếm lại chưa được, đổ lại đếm lại tiếp. Đưa cho ba mày. Ba mày dúng hoàng thượng quá. Thôi dậy sớm không làm bill với ba nghe chưa? Bác Tư nghĩ rồi đó. Cái màu này cũng đẹp. Đang bệnh nè chị. Lấy xanh ngọc của Thi Thu Phạm. Cho cái xanh ngọc đây con. Nè à, ấy cái này. Trời ơi, hồi trưa tôi nói thiệt, quần đẹp quá trời luôn. Hồi trưa quần đẹp quá trời. Có đúng 37 cái, tôi không có một cái tôi mặc luôn mấy chị. Không giấu kịp má nào luôn đó thiệt. Hồi trưa quần tây là cả cuộc đời chưa bao giờ gặp một cái quần tây đẹp như vậy mấy chị. Thi Thu Phạm. Thi Thu Phạm Thẩm Nguyễn. Em cũng 88 hết chứ. Rồi Xuân Phạm nè, một cái nè, 220 của Xuân Phạm. Nè cái màu này đẹp nè mấy chị. Cái màu này đẹp nè mấy chị ơi. Màu này đẹp lắm. Cái này người ta gọi là màu bò. Trời ơi trưa quần đẹp lắm thì... Ờ thôi buồn. Màu này là màu bò. Mấy chị làm ơn chốt cái màu bò cho em với. Không là em nói thiệt đó mấy chị, làm ơn chốt giùm em màu bò. Cái vải màu bò nó đẻ. Nó đẻ nhất trong tất cả các loại vải từ hồi sáng giờ em cầm nha. Mã bò. Con này đẹp quá mấy chị ơi. Ha. Rồi chốt giùm em mã bò. Đuổi bác ấy thác ăn. Chốt giùm em mã. Mờ ở Trần Huệ mấy chị có thấy mờ không mấy chị? Chứ giờ cái mạng tao mua nó vậy với mấy chị à. Thiệt luôn á. Cái túi trong với túi ngoài nha mấy chị ha. Bộ mặt nghề thích ghê, mát mà không nhăn. À, màu bò của Thôi Buồn nè. Cho cái màu bò đi con. Đó, màu bò đó. Rồi. Thâu, Thôi Buồn, 220. Chị Mẫn Ngô, hổm giờ 2-3 bữa nay chị chưa mua ba cái zoom mới về của em đúng không? Ngầu im đó, em lên zoom cho. Tối nay em bán đúng 20 bill nghỉ mà thiệt. Mệt quá mệt rồi mà chị. Qua, mệt quá mệt la làng la sớm, ổng đi xoay đá chanh với ổng la làng thì ổng đâu có ngủ được. Cho Xuân Phạm cái màu bò. Rút cái màu bò bên kia con. La làng la sớm đâu ngủ được. Xuân Phạm nó sẽ lên con đó. Đúng 5 cái. Xuân Phạm, đưa cái bút lông rồi tí. Trừ cái này ra đi con, đưa cái bút lông rồi gì. 45 cái đó. Rồi bỏ vô Xuân Phạm 220 đi con. Rồi trừ cái đó ra luôn còn 45 cái hả. Thấy em không, thấy cái bao là bự em nó tự ghi ghi không. Học thử nha, phải học thử. Hết sức là học thử. Ghi vậy chứ ghi sao. Ừ, vậy á. Phải tự túc là hạnh phúc nha con. Không nói chuyện mà em nói mấy chị nghe. Ngày hôm nay cái màu nào về em cũng ưng ý hết. Nó là nói thiệt tâm, thiệt lòng và thiệt luôn mấy chị. Nhất là em nói thiệt mấy chị. Nhất là trưa nay chị nào chốt được lô quần 37 cái của em là chị đó dùng từ trúng cái sờ mánh. Đang mặc cái bộ ở Đào Mai. Đào Mai bộ này sale là Đào Mai vải này đẹp lắm. Mặc bộ đùi nè. Hốt bộ này đi. Áo bò của Nhi Nguyễn chữ Si. Lấy một cái áo bò giống vậy nữa con. Cho Nhi Nguyễn mà có chữ Si á. Nhi Nguyễn mà mới nãy có hai cái áo vú á. Rồi bỏ vô 220 con. Còn còn một mẫu nữa, mẫu tím đen. Nhận có cái đầm mà 6-20 là không quỷ sứ nó ép như hơn dễ sợ. Để em chửi quỷ 7 chị. Làm gì mà bán cái đầm mà chị Đào Mai 1,6-20 như vậy. Ông nói là con cái đầm đó là ông gắn cái hột le của cái con nhỏ cầu kinh tỉa chị. Ai, Đồng Mai đúng không? Nghe một túi Đồng Mai. Xanh đậm 80kg của Như Nguyễn. Rút thêm đi con. Như Nguyễn là có rồi, Như Nguyễn nào? Nói giỡn hồi câu với chị. Bán đi đến đâu, bán vừa đủ ăn uống hàng ngày thôi. Hả? Như Nguyễn thành phố. Đưa cái lông trường. Rồi Như Nguyễn thành phố. 220. Chữa nhiều nhiều chút đi. Ông nói á, là cái bill của chị là gắn cái hộp le mà của cái con nhỏ cầu kinh tệ đó. Cho nên nó hơi mắc chút xíu. Lên cho mấy chị một cái mã mà mấy chị không chịu đặt hàng ha.
lên cho các chị một cái mã từ hồi sáng giờ bán ít nhất. Cái dâm súc màu đen 220 còn size 78. Nhận cái kia mặt đẹp. Cái dâm súc màu đen là cái dâm nào chị? Mai này Ngọc Lâm em không nhớ. Hàng nhiều không nhớ luôn. Bé lồn giờ con số nhà dữ con kiếm em gì ba cái bao dâm. Một cái bao dâm xanh đen, một cái bao dâm thổ cẩm. Với lại một cái bao dâm đen viền trắng. Con mới chụp hình ngày qua cái đó. Cái dâm nào đang treo là dâm thổ cẩm này là bao đó. Rồi còn hai dâm kia là dâm xanh đen với lại dâm viền trắng có ghi trên bao hết đó con. Dạ khóc là 220 chị Candy ơi. Áo khoác có 8 màu lần chị Thủy Thu Phạm ha. Áo khoác có 8 màu 70 đến 100 kg mấy chị nghe em đi nha. Rồi em lên zoom cho chị Ngô nè. Em nói rồi bảy đồ chị ăn mặc còn bộ sale hạnh. Hình như còn lẻ size. Tí ơi, con lên cái kho trên cửa phòng gì vậy? Con coi thử cái bộ đồ này nè. Trong cái bao này con xách nguyên cái bao nó xuống đây. Đây nè mấy chị, không có màu đen mà nó có xanh đen chị ha. Đây mấy chị ơi, bộ này bán ít thôi mấy chị, bán nhiều. Đổi lại cho em cái màu xám để chị em cái xanh ngọc sáng quá mẹ em không chịu. Bà là Yêu Nguyệt có bà Thủy Thu Phạm nha. Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt. Thiệt nãy giờ thấy cái bao đồ. Nói chung là bộ đồ nó không ướt đâu mấy chị. Mà tại do là nó ướt cái bịch bóng, cái nó ẩm ẩm em sợ nó hư đồ cho nên đi phơi rồi. Chứ không có ướt đâu ha. Rồi đổi cái này cho Thủy Thu Phạm đi em. Bỏ cái xanh ngọc lại. Thủy Tiên Trần lấy mấy cái và mấy màu bán giùm em nha. Em có nhiều màu lắm. Dạ. Ở trên cái kho nó nằm lọt ẩm dưới đó con ạ. Kiểm tra đi. Cái bao là có cái bộ đồ giống như gì đang mặc nè. Ồ, thao tàu quá Tiên. Thao tàu quá thôi buồn à. Thiệt. Hồi trưa tôi định mạnh dạng, tôi định để cho bà hai cái mà thiệt tôi không dám. Tôi sợ nó tự chốt cho khó. Tự chốt cho khách cái mắc công mấy bà giận tôi đâu dám chốt mà rõ ràng có 3-7 cái quần mà đẹp. Quần đó thật sự là 500-600 mua cũng không đứt đáng làm tiền. Em có màu lông chuột nè. Màu xanh lá cây nè. Cái con xanh lá cây này mấy chị mặc trắng lắm. Để em là cái ngừ. Dạ 70kg thì nó có một size à chị. Free size nha chị. Cái con này đẹp lắm. Cái con này đẹp mà mấy chị không chốt nè ha. Cái con này đẹp mà mấy chị không chịu chốt nè. Trời ơi. Đổi Xu Phạm một. Thấy một tí không? Bỏ Xu Phạm vô không ghi ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Sao? Nói đổi đây. Màu bò lấy màu sáng. Máu lắc lơ có một bill mà vậy thấy ông thấy chưa? Là mất coi như một cái áo coi như đổ nợ luôn đó. Bỏ lại vô đi tiền nè. Trời ơi bớt giỡn với nhân tí nha. Bán kiểu này thiệt đổ nợ luôn á. Có bao đồ đâu? Không ý là tí nè. Có bao đồ trên lầu nè. Màu này nè mấy chị, màu này người ta gọi là xanh lá cây. Trời ơi là tròn. Không biết giờ sao với nó luôn á tròn. Đây. Cái con này mấy chị mặc ra đường nó mát lắm. Nó không có bắt nắng mấy chị ha. Nó không có bắt nắng. Mà con này chị nào size lớn chà bá 90-100kg là nên lấy con này. Tại vì sao cái độ giãn nó rất là dữ. Mấy chị thấy không? Ú chà. Đã lắm mấy chị. Ú chà chà. Con này người ta gọi là xanh lá cây. Con này mặc không bắt mắng. Mà con này có mã đá ha. Con này mã đá mặc rất là cưng. Rồi tiếp tục mấy chị. Không có thôi con. Nó chưa kiếm ra mấy chị ơi. Free size 70-100kg là vừa xích xịt. Nhiều màu lắm. Hồng rút nhạt nè. Mã bò nè. Lấy em cái xanh với cái xám. Dạ lấy cái xanh em mới thử hết chứ. Cái lấy cái xanh em mới thử nè, cái xanh với cái xám lông chuột. Rồi hai cái của chị Candy mùa hè nè. Rồi hai cái của Candy mùa hè, màu bò là cái màu mà hồi nãy đây thấy không? Thấy dấu không? Đây màu bò nè chị Candy. Đẹp lắm, cái con này khỏi còn mặc cũng thấy đẹp nữa. Candy này có địa chỉ đây. Chưa? Chưa. Con này, lấy cái con này nè. Thôi buồn lấy cái con này nè, vải mê lắm. Lấy cái con này với cái con xanh ngọc ha. Kelly mùa hè hình như đã mua một lần rồi sao. Con này nè, chị nào mà 90-100kg nên lấy con này nè. Con bò này nè. Con bò này vải đã đó mấy chị ha. Con bò với lại cái con xanh này là coi như vải mê say. Không em đụng tới con này em nói con đó nha. Lấy màu xám của Thủy Tiên Trần. Cô thử kiểm tra còn cái xám nào không vậy. Cái màu này cũng đẹp nè Thủy Tiên. Cái màu này em gọi là màu xanh đen ha. Rồi có rồi. Dạ 220 Trang ơi. Nè tiếp tục nè. Cái này là xanh đen nè. Ôi cha cha con xanh đen gu xì.
ha. Con này là xanh đen Gucci, chỉ có đúng một cái con xanh đen Gucci này thôi. Ừ, rồi chị nào chốt xanh đen Gucci, chốt chỉ có đúng một con xanh đen Gucci, còn như là xanh đen đá khác hết nha, có đúng một con xanh đen Gucci, còn lại là xanh đen vương miệng mấy chị ha, xanh đen vương miệng đấy, mấy chị muốn lấy gì lấy. Rồi chị kê đi mua hàng cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Hồng rút đậm và hồng rút lợt cũng đẹp mấy chị, hồng rút đậm và hồng rút lợt. Nói chung là em nói mấy chị là áo khoác hôm nay em về xuất sắc và em còn 165 cái đang trên đường về. Đổi xanh đen, đổi xanh đen, đổi xanh đen, đổi xanh lá là sao chị chưa hiểu luôn. Mấy chị chốt cái gì mấy chị chốt một cái bụp cho em đi, để em lên mã khác nữa chứ em không có ngồi em đổi hoài được nha mấy chị nha. Của chị Kim đi lớp đâu, của chị hai cái đâu. Kim đi mùa hè. Rồi một cái xám, cái kia là thủy tiên trần. Rồi đổi cái xanh la, đổi cái xanh la, đổi cái xanh la đen, đổi cái xanh lá. Chưa hiểu luôn, của chị là một cái xám với một cái xanh lá. Bây giờ đổi cái xanh lá qua xanh đen đúng không? Rồi ok chị, đổi cái xanh lá qua xanh đen là con. Xếp cái này lại. Giờ lấy xanh đá vương miện nhân Lê Thị Kim Trang. Rồi Lê Thị Kim Trang 220 ngàn một cái áo khoác, hàng Quảng Châu đính đá nha mấy chị nha. Cho coi mẫu hồng rút nhạt hả chị? Dạ ok. Rồi lên mẫu hồng rút nhạt cho mấy chế nha. Hồng rút nhạt dễ mặc đồ hơn hồng rút đậm. Mà chị nào thích phơm đậm để mặc không mọc thì nên lấy phơm đậm. Nói dạ chung là mỗi người mỗi sở thích. Đây chị, đây chị Như. Em nói mấy chị là xinh lắm. Đây là hồng rút nhạt nè. À, hồng rút nhạt. Dạ mới nay áo khoác à. Đồ về ướt, đồ về bị ẩm ẩm hết. Em đem lên lầu em phơi à. Chỉ có một cái bao đồ là không bị ẩm thôi. Cái này là hồng rút đậm nè mấy chế, đẹp ha. Cái vương miệng nó đính đá rất là mê luôn. Cái này là hồng rút đậm, cái này là hồng rút lợt đó. Cái này là hồng rút nhợt, hồng rút đậm. Còn cái này là con yên, chữ V. Nhưng mà bao này để đồ sau tí nó kiếm không có, nên từ từ chốt sau ha. Hello chị Văn Thành. Rồi bây giờ lên cho mấy chị lấy về không xin cắt vú bảy nha. Ok cho chị ha. Gucci khách lấy rồi chị. Gucci khách lấy rồi. Đồ bộ chế, đồ bộ nào gái? Cho em cái hồng rút nhạt của bé Thương. Ok bé Thương. Rồi bé Thương 220 của bé Thương. Bé Thương hồi trưa có cái gì rồi đó, có cái quần. Để ở cái quần này về bé Thương sẽ nhắn tin cho chị Yên là trời ơi, Yên ơi cái quần đẹp quá Yên ơi. Dạ chào chị Văn Trần Phú. Văn Trần Phú. Đây mấy chị ơi. Đây. Cái bộ này đã ướt đem lên lầu rồi nha, nhưng mà còn được mấy bộ khô. Bộ này em còn được mấy bộ khô để em coi cái này là cái gì vậy mấy chị? Dâm. Con này là dâm mới về. Con này là dâm mới về, dâm này là dâm sơ mi mấy chị. Ha. Con này 250 ngàn. Con này dâm sơ mi nè. Chị nào chốt dâm sơ mi kèm cái dây bắt điệt ở giữa bụng chốt giùm em. Áo khoác 250 chị Văn. Văn Trần Phú đẹp lắm. Ơi, cái đợt trước á là bữa ấy còn một cái bill 130 ở đây nha bé Thương. Con này là con dâm sơ mi nè mấy chị. Con này là dâm sơ mi nha, con này có kèm một cái dây cột ở giữa bụng. Con này 250 ha. Hồng rút đậm có mẫu đính đế Chanel không con? Chưa có, mà không có mẫu đính đế Chanel chị ơi. Tí kiếm cái hồng rút đậm của thử có mẫu đính đế cái gì vậy? Trời ơi mấy chị đừng có đổi nữa mấy chị. Trời ơi gì đổi. Thôi thôi mấy chị đừng đổi nữa, còn mấy chị đổi nữa mấy chị xả giùm em ơi. Chứ giờ em đâu có kiếm bill em đổi được nữa. Em một dâm sơ mi không Phương? Kim đi mùa hè đâu đưa đây. Bò với xanh rin. Đưa đổi của chị Trang đây, đưa cái bill chị Trang đây. Đổi này trước đi. Đưa cái bill chị Trang đây mới có đồ đổi chứ. Đổi cái này cho chị Trang trước nè. Rồi. Rồi cái đây lấy gì? Hai cái giống nhau. Xanh đậm. Gửi màu bò. Với lại màu xanh đậm rồi. Hai cái. Rồi nhắn tin cho chị. Chị vô livestream giùm em nha, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Chị ok thì hãy chốt giùm em nha. Đổi màu cho chị rồi. 85kg vừa ngọt nga, một dâm sơ mi của Ngân Phương. Mở hàng nè, cảm ơn gái nha. Ngân Phương mình hứa đúng không? Còn đúng rồi.
Để ít L. Để kiểm tra L. Mẹ trúng cái dùm ít L đó chị. Rồi lấy cái một cái bịch xanh ghi đi anh ơi. Có cái dùm 90-100kg nè. Không có màu đen kít ơi. Trời ơi đừng có lấy đen. Đeo ra mặt bắt nắng lắm. Ngon Phương. Anh ơi ghi dùm em cái bịch Ngon Phương treo anh đây dùm em. Để chút nữa khách đặt hàng nào em để lại. Ngon Phương một cái dùm sơ mi 250 của Ngon Phương. Ở dưới đây còn thấy L không mà mấy chị. Để em lên mẫu khác nha. Em lên mẫu khác nha mấy chị. Ha. Ngân Phương sơ mi đúng không? Đúng rồi. Chị mẫn ngô còn ở đó không? Nó còn em mới lên zoom được nha. Hồi trưa quần này về nè. Mà con quần này nó không có xuất sắc bằng hai con quần kê. Quần tay sọc quần này 65kg thôi. Chị nào 65kg còn hai cái 250. Còn hai cái này ha. Còn hai cái này mấy chị. Nè chốt làm chi. Nè màu tím đậm cũng đẹp nè kít à. Mắc gì đi lấy đen chi. Hồng ruốc đậm cũng đẹp nè. Xanh đen còn không con? Xanh đen. Nè em có một cái nâu mà hồi nãy giờ mấy chị chưa bao giờ chốt nè. Cái nâu. Nâu đậm. Màu tím mà chị ơi. Xanh đen còn không? Xanh lá cây cũng đẹp nè. Xanh ngọc cũng đẹp nè ha. Nói chung là đẹp lắm. Sao tao mệt mà dữ vậy tao? Con này là xanh đen còn một cái nè. Ha. Xanh đen còn một cái. Nói chung là chị Candy mùa hè bên em không cho kiểm tra hàng. Nhưng mà bên em bán hàng rất là chất lượng. Chị không tin thì chị hỏi 90 chị ở đây rồi chị hãy chốt hàng bên em ha. Rồi vậy đi, y vậy em mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Bắt xếp bây giờ. Lên tiếp cho mấy chị là mẫu này. Mấy lần mẫu này mới về nè con. Có chị nào mà gì nộp cái đè bà đá mắng ngô gì cái đòi coi zoom thì báo giùm em lên zoom nha. Còn không em khỏi lên mấy chị ha. Một quần của chị Quốc Khang là 250 của Quốc Khang. Rồi lên tiếp tục nè. Cái mã này em chưa biết nó là cái gì luôn mấy chị. Nhưng mà nó đẹp lắm. Còn ở mẫn ngô dạ chờ em chút xíu nha. Quần này như tiền gì? Gì? 20. 20. Trời ơi là trời, xét đi chùa, xét đi chùa mấy chị ơi. Xét đi chùa 200. Giờ bán nhiêu trời? 280.000 xếp đi chùa ha. À. Cái quần 250 con, mẹ em thích rồi, đổi cho gái rồi. Lấy hồng ruốc đậm của Ngọc Nga nè, ok Ngọc Nga. Hồng ruốc đậm của Ngọc Nga xin địa chỉ số điện thoại nè. Cho em một cái tím của chị Thảo Châu Gò Vấp nè. Thảo Châu đẹp lắm, em nói với chị lấy thêm cái màu bò đậm nữa. Thảo Châu Gò Vấp nè. Thảo Châu Gò Vấp 220 nè. Nè, xếp đi chùa mấy chị ơi. Mấy chị thấy con nào mà may xếp đi chùa bằng em ha. Xếp bộ ướt đi mà lâu hết rồi bà nội xúc phạm. Không thấy gần xếp tôi nó bị chờ chút chị mẫn ngô. Xếp em nó bị hai cái chiếc xe á lấn tới lấn lùi đè nó ngã nguyên cái xe hàng xuống hư xe hết trơn. Ghê rồi đúng không? Nè em cho mấy chị coi cái xếp đi chùa bên em 200 mấy quên rồi con. 280.000 mà mấy chị coi cái xếp nhà em mấy chị mới mê trời ơi. Đi chùa hả? Giữa tuần này có một bộ đồ đi chùa rồi mấy chị. Nè. Xếp đi chùa nhà em. Chị ơi, làm sao sống nổi mấy chị? Làm sao sống nổi cái xếp đi chùa nhà em được mấy chị? Trời ơi. Mấy chị ơi đi kiếm cái xếp nào mà nó sang chảnh như nhà em đi mấy chị. Chết mẹ sống gì nổi. Xếp đi chùa 4 size. Hàng bên chị Yên Mãi đẹp lắm. Dạ xong em chặt cô dâm nó hình như chị đặt rồi đó. Trời ơi mấy chị coi giùm em cái set đi chùa nhà em nè. Set đi chùa nhà em có 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị nào chốt set đi chùa chốt lên giùm em set đi chùa. Set đi chùa Hương. Set đi chùa này em có 4 size mấy chị ơi. Mấy chị chốt size lên em chốt số em chốt đồ cho mấy chị. Cứ mạnh dạn chốt size lên. Dưới 70-72kg, dưới 80-82kg màu ruốc là áo khoác chị Ngọc Mai Trắng hôm nay về một vàng áo khoác luôn. Là Yên ơi, bộ đội chợ chúng thèm chấm ba chấm hiểu rồi, xe thèm BB chili cu đúng không? Đó, chùa nào chứa nổi con má. Dạ, cho em một xếp lò đúng rồi, Thủy Thu Phạm một xếp 280 nè. 280 của Thủy luôn. Em nói với chị là xếp này quá trời si mê luôn mấy chị. Mây trường hao hết rồi nha. Cái xếp này quá trời si mê luôn, thật sự. Còn cái móc nào tí lấy cái móc cái gì treo cái áo lên cho mọi người coi. Em nói với chị là đẹp xuất sắc đây nè. 280.000 xếp đi chùa này ha. Xếp đi chùa của Hân Nguyễn Long An nè. Xếp đi chùa không đi chùa mặc vẫn được. Cái xếp này nó sang lắm mấy chị. Em lay lên cái màu nó cũng đẹp nữa rồi lấy rồi chị.
280. Rồi này của chị Nguyệt Thu nè. Nguyệt Thu 280 nè. Trời ơi chết chứ sống gì nổi mấy chị. 280 của chị Nguyệt Thu nè. Cho chị cho chị một cái là tết đi chùa hay là cho chị áo khoác. Chị áo khoác 8 màu lận. Áo khoác 8 màu. Áo khoác màu tối là có màu đây nè. Màu lông chuột tím nè, màu lông chuột nè. Và màu xanh đen. Đó. Đó. Màu đồ. Đồ bộ. Vải không co giãn nhưng mà may đã trừ hao hết rồi nha mấy chị nha. Vải không co giãn, vải lụa, lụa tơ tằm. Bộ này đẹp lắm đây. Chờ chờ em chốt về đồ đồ bộ. Đồ bộ là của chị Ngọc Mai Trắng 280 nè. Ngọc Mai Trắng 280. Lấy em một cái khoác màu xanh đen của Linh Nguyễn. Linh Nguyễn nào đây? Linh Nguyễn nào giờ chiều giờ có bill chưa Linh Nguyễn cho xin địa chỉ số điện thoại nha. Hình như chiều này có một cái Linh Nguyễn mà không biết đặt cái gì á. Linh Nguyễn một cái xanh đen, còn đúng một cái xanh đen của Linh Nguyễn nè. Nó là xanh xanh lai lai á. Xếp đi chùa của Mai Đình Ngọc Lâm. Ngọc. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Thật sự luôn. Để em Linh, giữa nè. Linh Nguyễn, giữa tuần em đi Vinh Thành Thiếm em chụp cho mấy chị nha. Xinh ha. Dáng đưa em ở trong lưng Ngọc Mai Trắng ở trong đó rồi con. Xinh quá trời luôn mấy chị. Okay. Kèm với quần nè. Kèm với quần xanh đen. Ha, à, kèm với quần xanh đen có viền bên hông. Nhưng mà nhà em may lúc nào cũng 4 size cho mấy chị hết trơn ha. Nhà em may lúc nào cũng 4 size. Có nón trùm chị Ngọc Nga. Làm tóc mỡ trời ơi mẹ ơi. Tiếp đi chùa của Như Nguyễn thành phố nè. Tậu quá gái ơi. Tao chưa có đủ chết hay sao á gái à. Giấu luôn phải không? Như Nguyễn thành phố không giấu tên đây, gì anh? Như Nguyễn đây, Như Nguyễn hả? Như Nguyễn thành phố nè. Xếp đi chùa Ngọc Mai Trắng có rồi. Lén ghi 200 thôi anh Bảy. Ê chết à. Tết này là Tết đi chùa hả? À, Linh Nguyễn ơi vô chọn ngón tay cho anh Phước cái. Nay bán gì vậy? Em đang bán Tết đi chùa. Linh Nguyễn cái hình như Linh Nguyễn hồi chiều này đặt cái gì nè. Linh Nguyễn mà có cái bàn tay gì nè. Đưa ra gì sợt ra cho Linh Nguyễn vô chọt cái này lên. Trời ơi mấy cái tên này sợ lắm. Có chiều có bill rồi. Đã áo khoác. Màu gì con? Xanh đen như chị. Nè. Cái gì con? Lấy rồi chiều để Linh Nguyễn cái áo khoác. Lấy kiếm bill Linh Nguyễn rồi chiều gì có để một cái áo khoác cho Linh Nguyễn rồi. Linh Nguyễn kìa hai. Rồi lùng nó kiếm nè cầm đi con. Linh Nguyễn Vũng Tàu. Rồi đưa gì coi. Linh Nguyễn là Vũng Tàu hả? Rồi có rồi. Có rồi con. Rồi khỏi coi đi. Xả cái bịch đó ra. Linh Nguyễn hồi chiều để rồi bà nội ơi. Trời ơi để rồi nè. Em có một cái sót 8 lông chuột nè chứ. Để rồi. Để cho bán đủ 20 bill cho con. Ờ dư. Nè chị đeo lông chuột nè chứ. Chị đeo lông chuột ha. Ở sau có đá đẹp ha. Rồi đây là chị đeo lông chuột. Rồi mấy chị có chốt set đi chùa nữa không? Mấy chị ơi set hôm nay em về toàn set đẹp mà bị giống như bị hai cái chiếc taxi nước nhiều quá mấy chị. Nước lên láng, nước lên tới háng luôn. Nước nhiều quá mấy chị. Rồi thế là nó ép cái thằng ship em. Thằng ship chở hàng kho lên đổ hết cái xe xuống. Nó chụp được hai bao đầu tiên. Một bao rớt cái bụp. Nó đá chân lên cái bẹt. Đó nó dựng lên xe là một chân nó một bao đó nó rớt nước. Nhưng mà tại do đi trời mưa lớn cho nên nó hơi nó hơi ẩm ẩm cho nên em cho đi phơi. Chỉ có cái bao này bỏ ở trước là nó không bị nè ha. Không bị. Để anh ghi ngon phương cái bịch đồ ghi giùm. Cho xem mà áo này mới dơ lên đó chị nè. Nó có ngón tay sọ, nó có túi ngoài, nó có túi trong chị. Con này nói chung là toàn diện đó chị Thiên Nhân. Con này là em nói với chị là toàn diện, nó là hàng Quảng Châu nha. Khóc đá Quảng Châu mấy chị ha. Cái này là khóc đá Quảng Châu. Rồi bộ đi chùa. Mấy chị không chốt nữa đúng không? Ừ đúng rồi. Đây con giao cho con hả con. Ở trên đây mọi sự có tí lo. Đây con vác cái bao này xuống vậy nè. Đó, gì ghi con khách nè, đếm nè. Rồi, chút nữa đếm lại con. Rồi, em lên cái zoom này cho mấy chị nè. Áo khoác xám của chị Quốc Khang nè. Rồi, xếp tiếp áo áo khoác này cho Quốc Khang. Quốc Khang 220 của Quốc Khang. Bộ đồ bao nhiêu chế? Dạ, bộ đi chùa 280 chị. Bộ đi chùa 280 nha. Đây là một cái zoom 260 ngàn mà zoom xanh đen. Con này đẹp lắm. Con này mấy chị mặc vô chỉ có bao ghiền thôi ha.
con này nè, con này mấy chị mặc vô là ghiền mấy chị, coi giùm em ha. Rồi chốt lên giùm em, zoom zoom này là zoom xanh đen nha. Đây mấy chị thấy cái tà xéo không, rất là đẹp. Con này em có đủ size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100, zoom xanh đen 206 cho bộ đồ đi chùa của Nương Lục, đẹp lắm chị Nương Lục ơi. Em nói thiệt, em mà còn mê đừng nói chi nè, Nương Lục nè được 20 bộ chưa, chưa chị chưa mua thêm nữa chị Nhung. Lúc này bà theo bà ghẹo tôi hoài bà nội, sao bà theo bà ghẹo tôi miếng đi bà nội. Nương Lục, Nương Lục bây giờ mở ra coi ai phải không nói chưa, mình cũng để một bộ, mình cũng để một bộ mình mặc mấy chị, tại cuối tuần này em đi dinh thầy thím á mấy chị à. Rồi cái đó chị có bị dạng trong nó bị gì đây xinh, xinh lắm chị ơi, em nói thiệt có xinh mà vải lụa đẹp ghê lắm lận, vừa xinh mà vải lụa vừa đẹp mà kết hợp hai màu rất là đẹp. Em để cho chị Thu rồi ha, em để chị Thu nè, cái quần không cũng đẹp, cái quần xanh đen mà phối nó lên cái màu đi quá đẹp với chị Thu. Em đang lên một mã nâu nữa, ghi vô nha ông nội. Hồi nãy sốt một cái áo khoác là tôi trừ lương á, tôi trừ luôn lương ba ông á. Một bộ này của Đặng Anh Thu nè, rồi Đặng Anh Thu bộ đi chùa 90kg 280 của Đặng Anh Thu, em bán đủ 20 bill cho anh chưa mấy chị, chưa chưa nha. Rồi em lên cho mấy chị con zoom này nè, con zoom này cũng 200, zoom này 250 chứ không phải 260. Zoom 65kg xanh đen của chị Lan Trường 021, chị Lan Trường nói luôn nha, bên shop em không cho kiểm tra hàng ha, không cho đồng kiểm á, tới nơi không cho kiểm tra hàng, bên em trao đổi trẻ, hàng chính quy là bên em trao đổi trẻ. Chúng được con gái em sẽ nhắn tin cho chị Lan, chị Lan nhận hàng được rộng chậm gì cứ báo em ha, chứ bên em không cho kiểm tra hàng. Ok là em sẽ chốt cái chế, không ok thì chế cứ báo giùm em, chứ bữa nay là hàng kiểu đó là rất là nhiều ha. Rồi lấy cho Lục Nương rồi, zoom 80kg, dâm 80kg đổ lại của chị Ngọc Mai Trắng, dâm xanh đen nằm đó một đống á nè, dâm này của chị Ngọc Mai Trắng 260 của Ngọc Mai Trắng nè, bộ này đẹp lắm chị Nương Lục, mua không có tiếc đâu ha. Rồi con dâm này là 250.000 nè mấy chị, dâm này 250.000, dâm này là lụa không co giãn nhưng mà em đã trừ hao và ở lửa có chung bụng, ở giữa có chung bụng mấy chị đừng có sợ bị chật. Cái ra gì đâu chưa, để từ từ em hỏi ok em mới lấy lận đó không. Bữa nay là bắt đầu mình thà mình bán ít ít lại mấy chị, chứ ngày đi 100 bill mà bơm 20 bill cũng vậy à, là coi như tiền em nó đổ sông đổ bể hết mấy chị. Con này chốt giùm em zoom thổ cẩm ha, con này zoom đây là, đây là cổ vét nè mấy chị ha, ở giữa nó có cái chung bụng mấy chị đừng có sợ nó chật ha, ở sau lưng có dây kéo luôn, đi đái đi dĩa bình thường. Còn nếu chị nào mà kéo xuống không được thì có thể bắt ống nước luôn cho háng, đơn giản như đang giỡn. Hai zoom ha, eo vậy hả chị Lan Trương, đâu chốt cho chị nè. Không không cảm nha chị, không cảm, bữa nay em nói mấy chị mệt chim lắm, không cảm. Rồi chị Lan Trương là có mua bên mình rồi, Lan Trương 021 kiểm tra với anh thôi. Em lên một cái zoom nè cho mấy chị, mua là zoom đen viền trắng. Ngân Phương lấy zoom thuộc cảnh nè, ok cái Ngân Phương 206 đúng không, cái đó là 206 đúng rồi. Bộ đi chùa em không, bộ đi chùa em không lấy nha chế, à em không lấy hả, ok xả bộ đi chùa của chị Nương Lục ra đưa cho em mặc. Rồi cái này của Ngân Phương nè, cái của Ngân Phương là thiếu một cái zoom sơ mi vô đây. Rồi bây giờ em sẽ lo cho mấy chị một cái zoom viền trắng nữa ha. Rồi, cái zoom sơ mi form đẹp lắm. Khánh Hòa. Mua rồi có bill rồi Khánh Hòa. Đây 200 mấy thôi. Ngân Phương 250. Cái gì vậy con? Xóa 280 đúng không? Ừ, lấy bộ đồ ra chưa? Bộ đồ ra không? Rồi tiếp tục mấy chị. Em sẽ lên cho mấy chị một cái con zoom viền trắng. Hôm nay là mùa của zoom mấy chị à. Đợt này em lên phải 10 zoom thổ cẩm của chị Ngọc Mai Trắng, lấy size nhiêu chị, tại em chị thường mua zoom mọi người á. Chị Ngọc Mai Trắng lấy zoom thổ cẩm size bao nhiêu ký? Size chị đúng không? Rồi em chốt cho chị cái size chị trước nè. Rồi Ngọc Mai Trắng 250. Zoom thổ cẩm đẹp lắm ha chị Mẫn Hôn. Cái con zoom thổ cẩm vải đẹp lắm. Nó là lụa ha. Nó là lụa mà nó là hàng hàng thổ cẩm mà may cổ vét nữa, rất là đẹp. Hôm nay có chân, em còn một cục chân váy trên lòng mà nó không co giãn, mấy chị biết em mới mua được, làm chị Ngọc Phương cần. Rồi lên cho mấy chị nè, lên cho mấy chị nè ha. Em nói mấy chị là cái con zoom này nó sang chảnh lắm, nghe lời em đi. Đây nè,
mình vô đi, xếp vô bị. Sang chảnh lắm, rất là sang chảnh mấy chị ha. Dùm này sang chảnh cực kỳ. Đây là dùm thổ cẩm 250. Chị nào chốt dùm thổ cẩm 250, chốt lên giùm em dùm thổ cẩm 250. 250 dùm thổ cẩm. Dùm thổ cẩm 65kg của chị Lan Trương nè. Rồi chị Lan Trương 250 ngàn nè anh. Nè thêm một con dùm nữa cho mấy chị mặc cho đủ bộ dùm nhà em luôn. Là dùm đen viền trắng mấy chị. Con này là dùm đen viền trắng xinh lắm, vải mê say. Con này vải co giãn nha. Con này là em nói mấy chị là vải co giãn ha. Vải co giãn cực kỳ, con này 260. Chốt giùm em dùm đen viền trắng, em có size từ 62kg đến 100kg. Chị say yên đựng mặt. Rồi mẫn ngô lấy ra dùm thổ cẩm 65kg của mẫn ngô nè. Rồi mẫn ngô 65kg của mẫn ngô. Đếm được con bao nhiêu cái nha. Xếp lại con, xếp lại, xếp lại. Mẫn ngô thì giờ có biêu không? Xếp lại không anh đó. Chị giờ có biêu không? Mẫn ngô không? Mẫn ngô không, chị giờ chưa có biêu. Cái dùm nó đen viền trắng á mấy chị, vải mê lắm. Vải rất là mê. Vải mê ly. Bây giờ em sẽ lên áo vú chống tuột cho mấy chị, xong rồi em sẽ lên hai bao hàng sale ha. Em lên áo vú chống tuột rồi lên hai bao hàng sale. Ủa nãy hàng vú là anh Thiên mở đâu vậy bậy? Tính được còn bao nhiêu cái tính ra? Thử cho tí nó tính là em tính này, là em. Cái này 22 nè. Rồi dùm thủ cẩm XL của Mai Đình Ngọc Lâm. Cái tính em nó giống mọi rợ lắm mấy chị, hàng mới về là không bao giờ lai lại chứ. Tính gì mà kỳ cục cũng biết nữa. Thiệt chứ. Hàng chưa về, có nhiều bữa mấy chị cũng chưa coi mà em cứ vậy đó. Em như con điên nó xách đầu xe hết trơn à. Nè Mai Đình Ngọc Lâm dùm XL. Em như con điên. Rồi cái đó chú mới về đó. Rồi 200 cái bán hết gần đứt, gần 150 luôn mấy chị. Con kia anh ơi, con kia. Con hả? Ý, chờm lấy em như cái ly đã chanh này đi. Rồi lên áo vú từ từ, em lấy đúng cái áo vú size của em. Size em mặc cho mấy chị. Tại sao cái vú đây mà người ta mua nhiều? Mấy chị ơi, để em nói đúng mấy chị nghe. Bình thường áo vú chống tuột bên em là 200. Ô cảm ơn chị. Rẹt 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 đi tí ơi. Đỗ Quỳnh Như, lấy hai cái chống tuột của Đỗ Quỳnh Như. Chiều giờ lấy cho Đỗ Quỳnh Như cho nè. Hình như chưa sao? Rồi chờ chút. Chưa. Để em nói mấy chị nghe tại sao em mấy bữa em bán 200 mà bữa nay 160. Tại vì bữa nay em kiếm được cái nguồn hàng rất là ok nha. Nói chung là mấy chị biết tính em rồi, em mua rẻ em bán rẻ. Em mua mắc em bán mắc. Hồi xưa giờ 3 năm nay là vậy mấy chị. Thôi để xích xích ra ngoài nó đổ vô cây. Rồi. Này size nhiêu? Này size 44 nè. Chế nào mà 90-95kg được chốt 44 cho em. Rồi chế nào bằng em thì lấy 42 à. Chế nào vú bằng em thì lấy 42 240. Đây. Đây mấy chị ha. Vú chống tuột là một cái vú. Khi mấy chị mặc đồ bình thường, đơn hàng đi rồi chị kho đăng. Khi mấy chị mặc bình thường thì cứ kéo lên bình thường, giống như một cái áo vú bình thường thôi đúng không? Chị Lục nó lấy, chị Nương Lục rồi nha. Đây. Khi mấy chị mặc bình thường thì vú nó sẽ như thế này mấy chị đó ha. Còn nếu mấy chị mặc áo dây, mấy chị cứ tháo hai cọng dây này ra. Khi mấy chị tháo hai cọng dây ra, mấy chị mặc vô đi. Rồi mấy chị đi biển thử đi. Em nói mấy chị nhảy đầm thử đi, không bao giờ rụng vú ra ngoài và không bao giờ tuột. Đó. Ha. Linh Nguyễn nhắn tin cho chị Yên. À. Linh Nguyễn ở bên Facebook của chị Yên phải không? Em 6 năm rưỡi. Biết sao không về Linh ơi? Linh Nguyễn. Một size 44 ha. Nè kiếm giùm cái bill của Linh Nguyễn đi tí. Kiếm giùm về cái bill Linh Nguyễn ở thành phố 130 đi. Rồi để chị soạn lại cho em nha. Linh Nguyễn là nào mà hồi chiều em mới soạn áo vú cho Linh Nguyễn nè. À Linh mới Nguyễn Ý Yên. Linh Nguyễn Ý Yên. Là Linh Nguyễn Ý Yên là lấy hai cái đen nè. Hai cái đen có rồi ha. Hai đen nè. Hai xám nè. Linh Nguyễn có dấu. Hai xám nè. Đó là màu này nè gái, nó phải xám nó màu này nè ha. Chị nào mà đặt hàng trên bài viết rồi đừng đặt nữa nha. Ha. Người đổ hết đó của Linh Nguyễn là cho gì vậy? Nguyễn Linh mà. Nhanh nhanh tí ơi, sao mày xèn quá tí à. 40 2. Đây, Linh Nguyễn lấy gì đây?
hai đen, hai đen, đùng má, hai đen của Linh Nguyễn nè, hai xám, một trắng và hai cái tím. Bộ cái này mặc sướng lắm Linh ơi. Rồi tổng cộng bao nhiêu cái nè anh ơi? Gần cái 800 đi, nhân lại cho Linh nè, bao nhiêu cái nhân lại hết cho Linh đây. Rồi đó, 160 ngàn. Lấy bị hỏi mà bịch bóng gương nè, bỏ cho ấy nha, bỏ theo xuôi lại, bỏ một cái một chị nương lục có rồi ha. Văn vỏ một cái màu đen 42, văn vỏ một cái đen 42 nè, một cái đen 42 của văn vỏ đây con ơi. Nè bé ghi văn vỏ không có dấu đi, 160 ngàn của văn vỏ. Mai Đình Ngọc Lâm 38, Mai Đình Ngọc Lâm 38, con này mặc sướng lắm. Em mặc đi event cả ngày không biết đau, không biết mệt mỏi nha mấy chị. Thiệt luôn, em nói thiệt luôn. Rồi Mai Đình Ngọc Lâm, để ra chút con hay con. Mai Đình Ngọc Lâm này bé ơi ghi làm gì cái. Mai Đình Ngọc Lâm 86. Mai Đình Ngọc Lâm đó. Văn bỏ, văn bỏ sao? Mai Đình Ngọc Lâm đi tiền vô. Cái này là cái gì? Đó là sao biến rồi. Anh coi theo sát tí nha anh. Ngọc Mai Trắng 40, đen và màu da. Bây giờ Ngọc Mai Trắng ơi 40 em chỉ còn đen và tím đậm và một cái màu xám ha. Một cái màu xám này nè. Em lấy cho chị một đen một xám nha chị Ngọc Mai Trắng. Hai cái của chị Ngọc Mai Trắng 320 nè. Dạ. Chị Lan Trương một cái chống tuột 38 của chị Lan Trương. Ba ấy à, lộn cái này 40. Rồi 38 của chị Lan Trương lấy màu này cho chị đẹp nè. Màu này. Lan Trương. Nè Lan Trương 160.000 của Lan Trương. Lan Trương 160. 38 bây giờ còn màu này nè chị. Màu hồng da ha. Một đen một hồng da của chị Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm cho em ba số điện thoại đuôi nha Nguyễn Tâm. Hình như Tâm Quỳnh chưa có bill không? Tâm Quỳnh hồi chưa có bill không? Rồi Nguyễn Tâm nè. Nguyễn Tâm hai cái 320 của Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm thành phố. Rồi Tâm Quỳnh hai cái 42 nè, bữa nay phân bao dễ kiếm lắm. Hai cái 42 của Tâm Quỳnh. Rồi Tâm Quỳnh là bé Lục. Tâm Quỳnh hai cái 320 con. Chị nào đặt trên bài viết rồi không được đặt ở đây nữa nha. 38 màu và màu của chị Mai Nguyễn là màu này nha. Màu và màu da lột đi hết rồi màu này ha. Rồi Mai Nguyễn Bình Dương nè, một đen một da. Mai Nguyễn Bình Dương một đen một da. Sếp bị ướt hết rồi chị. Nguyễn Huy hai cái đen và da là hai cái màu này nha chứ Huy ơi, hai cái màu này nha. Rồi Nguyễn Huy nè. Nguyễn Huy hai cái 320 của Nguyễn Tâm Huy. Tâm Huỳnh có bill chưa? À, chưa. Tâm Huỳnh. Tâm Huỳnh có bill, chưa có bill. Mà 40 hết màu da, 40 chỉ còn màu tím và màu đen thôi chứ. Cái này của anh 40 chỉ còn màu tím và màu đen thôi mít mụ. Hai cái đó là gì Nguyễn Huy anh? Nguyễn Huy. Nguyễn Huy. Size 44 màu đen của Trần Hành Bình Định nè con. Rồi còn đúng một cái đen của Trần Hành Bình Định nè bé. Trần Hành Bình Định. 16 áo chống tuột size 38, một áo chống tuột size 38. Một áo chống tuột size 38 của Nguyễn Phương Nam. Rồi Nguyễn Phương Nam, 160.000 của Nguyễn Phương Nam. Cherry Louis một cái 40. Bé Lồn ghi Cherry Louis nè. Một cái 40 160.000 đi bịch vàng luôn con. Nè gặp bên này đi bịch vàng luôn nè bé. Thảo Châu ha. Thảo Châu, ba cái size 38 của chế Thảo Châu. Ai Đỗ Huỳnh Như quên nha, Đỗ Huỳnh Như đọc lại mấy cái size bao nhiêu rồi Đỗ Huỳnh Như. Ôi đồ quên luôn. Ba cái của chị Thảo Châu Gò Bắp nè. Thảo Châu Gò Bắp ba cái. 480.000 của Thảo Châu Gò Bắp, con này mặc sướng lắm. Em thích cái con này nó rẻ hơn cái con 5.000 mà em thích con này nhiều. Thiệt. Đỗ Huỳnh Như lấy size gì báo lại nè. Linh Quỳnh em để cho chị rồi. Ly Hồ hồi nãy có bill lấy một cái đen size 40 của Ly Hồ. Rồi Ly Hồ. Ly Hồ một cái đây 160.000 của Ly Hồ. Ok Trần Tuyền.
Trần Tuyền hai cái nè, Trần Tuyền hai cái size 42 của Trần Tuyền. Trần Tuyền cho chị Yên ba số điện thoại đuôi Trần Tuyền ơi. Rồi Trần Tuyền hai cái này, Trần Tuyền hai cái 42, hai cái chống tuột 40 của chị Minh Đoàn, Minh Đoàn khách cũ em phải không? Rồi còn hai còn 40 còn đúng một cái duy nhất thôi, 200 cái áo hả mấy chị. Rồi đây mấy chị ơi, hai cái này của chị Minh Đoàn nè, bé Lục. Trần Tuyền hả? Trần Tuyền UYN Uyên rồi. Trần Tuyền cho Yên ba số điện thoại đuôi. Dạ chị Ngọc Mây Trắng này lấy hai cái màu gì vậy con? Đỗ Quỳnh Như ơi. Ai dùng cái bé Lục? Đó, có ghi tên trên đó. Màu gì vậy con? Màu đen với lại màu này. Nè cho thêm chị Ngọc Mây Trắng cái nữa, ghi lại sửa lại 480 con. Mít mũ một cái trong tuột màu 8, mít mũ là ai vậy anh? Rồi mít mũ còn một cái, size 40 giờ hết rồi nha. Rồi Bill Nguyễn Tâm 738, tí quay ra sau coi Bill Nguyễn Tâm 738 nốt vô con. Nguyễn Tâm nốt vô 738. Chị Linh Quỳnh em để cho chị rồi. Linh Quỳnh em để cho chị rồi nha. Rồi Mẫn Ngô hai cái nè. Mẫn Ngô hai cái, mấy lùng. Mẫn Ngô hai cái con 38. Chị Yên lấy đúng như trong tin nhắn của em rồi, đầy đủ rồi. Ai về mặc thử đi Linh. Rồi ok. Cái này nó về nhiều lắm. Cái này chỉ cần mặc khẩu không cấm biên là về bát nát luôn Linh ơi. Em cứ về mặc thử đi. Dạ em chỉ còn cho chị Ngọc Mây Trắng ba cái, một cái đen, một cái xám nâu và một cái màu hồng. Ha. À, dạ Minh Đoàn có rồi. Hai cái size 38 của Đỗ Quỳnh Như. Dựng cái biên lên đàng hoàng tí thôi. Dựng mấy cái này lên. Đỗ Quỳnh Như hai cái nè. Rồi Đỗ Quỳnh Như hai cái. 320 của Đỗ Quỳnh Như là còn. Rồi Trần Tuyền 055 anh ơi. Trần Tuyền 055. Không có tay 36 chị. Dạ Minh Đoàn 055. Có dây bên trong chị, không có 36 nè chị. Có dây bên trong bình thường. Có dây bình thường. Còn nó khi chị mặc đi tiệc chị cứ tháo dây ra. Em nói chị nghe ha. Chị tháo dây ra chị đi biển á. Kể cả chị đi biển sóng đánh không bao giờ rụng vú. Sóng đánh không bao giờ rụng vú. Hết màu da Nguyễn Nhụ. Bây giờ em chỉ còn màu đen và màu xám nâu. Nè em còn hai màu này là xám nâu. Đẹp lắm, cái màu này sạch sẽ và đẹp lắm. Và một cái là màu đen ha. Còn mấy chị muốn lấy nữa là chờ hàng tiếp. Đấy, còn chị nào mà 90-95kg, 97kg thì lấy size 44 cho em. Lan Nguyên ơi, chị Yên lấy cho mày một cái xám, một cái hồng nha. Hết phật luôn Lan Nguyên. Một cái đen và một cái hồng giùm chị Yên nha Lan Nguyên. Nè Lan Nguyên hai cái nè. Hết màu rồi, hết luôn rồi mấy chị. Hết sạch, hết sẻ luôn. Thiệt luôn. Hết, có là em bán mấy chị liền chứ để chi mấy chị. Có là em bán mấy chị liền. Lan Nguyên hình như không giấu đúng không? Lan Nguyên không giấu. Bữa nay còn gì? Còn, nhà dưới. Chị Ngọc Nghe nói gì chị Ngọc Nghe em chưa hiểu. Áo da 75kg là sao chị? 75kg mà chị ngực lớn hay ngực nhỏ, chị phải biết cái size chị mặc ngày bình thường là gì. Chứ chị nói chung chung là em không có chốt được cho chị cái vú này đâu. Còn mấy chị muốn lấy màu thêm thì đợi vài ngày nữa. Ok chưa? Đợi vài ngày nữa. Hàng này mới về một bao cho hôm nay á. Bình Định con thôi. Còn Biêu luôn con. Nè mấy chị chờ đi khoảng cỡ vài ngày đi. Vài ngày từ từ mua tiếp về mặc thử đi. Mặc thử cái này là mấy chị mê. Hôm đó em nói thiệt á mấy chị, không nói giỡn đâu. Áo màu da của chị Ngọc Nga bình thường chị mặc size bao nhiêu? Bây giờ là màu da là size 38 với 40 em hết rồi. Còn mấy chị Ngọc Nga còn không. Mình thường thì mặc size bao nhiêu để yêu mấy con đó. Tam Quỳnh. Kiếm Tam Quỳnh luôn. Cái gì đó. Ngực, cái bìa ngang á. Cái bìa ngang bự á là cái con này mặc thoải mái. Không đến nỗi nào nhưng mà ngực phải lớn lớn một chút. Thì thôi để bữa sau chị lấy 38, chị lấy 40 đi. Chị lấy 40 là ok. Em sẽ lên cho mấy chị có con áo đá này nè. Em mặc cho mấy chị thấy nha. Em sẽ mặc cho mấy chị thấy cái con áo đá này ha. Mà mấy chị cứ nhận rồi. Mà mấy chị 40 hết sạch rồi chị nghe. Mà mấy chị em bán cho mấy chị là em đã canh sai. Mà mấy chị cứ kêu là cái con này 50kg mới vừa. Nè em mặc cho mấy chị coi ha. Em mặc cho mấy chị cứ coi cái con áo đá nhà em. Mà mấy chị cứ kêu là 50kg vừa. Không phải đâu. Em chưa bao giờ mà em xách cái đồ 50kg em bán cho mấy chị hết trơn. Mấy chị đừng có nói vậy. Lan Nguyên gì lấy chưa? Lấy rồi. Mấy chị nói vậy là em cũng không có đồng ý nè. Cái con người mà 50kg không bao giờ sọt cái áo mà nó rộng gì đâu nha mấy chị. Em nói thiệt luôn á.
Em bán cái áo đá mấy chị à, mấy chị có vô nói là mốt lấy vú vé hả? Sao vú vé sao chị mặc nó không có ok lắm à? Chị Gam Nguyễn lấy 2 cái 38. Trời ơi mấy chị cứ nói em á là họ cái con này á chị có 50 kg vừa. Không có đâu mấy chị. Chị đừng có nói vậy. Chị Gam Nguyễn 2 cái nè. Áo mà làm sao mà em lấy size nhỏ xíu em về em bán mấy chị được. Mà trong khi đó em mặc vẫn còn thoải mái nè mấy chị. Tại vì nó là len dập. Mấy chị không? Cho nên mấy chị mặc là phải từ từ. Đây mấy chị coi em mặc nè. Vải rất là ok luôn. Mà mấy chị nghĩ sao mấy chị kêu mà những cái con này còn thoải mái nè. Mà mấy chị cứ kêu em là dưới 50 kg. Làm sao mà dưới 50 kg con này được mấy chị? Mấy chị thấy thấy em mặc nè. Đó em mặc nè. 140 ngàn một cái con áo đá full đá như thế này. Mà mấy chị cứ nói là trời ơi chị 70 kg, 72 kg mà mặc cái con này nghĩ sao mà em đưa áo 45-50 kg chị? Làm gì có mấy chị. 45-50 kg mà khi mấy chị xỏ cái tay lên một cái nó kêu cái ép một cái. Thấy cảnh liền. Trái tim mình là gì biết chiều cao nào không? Không nhớ nữa. Con hỏi đi. Dạ 2 cái 38 của chị Giang có rồi. Áo đá còn vài cái. Cao còn vài mét. Cái và hôm nay em sẽ sale cho mấy chị 100 ngàn áo đá. Cao 1m 58 nặng. Từ 60 nhiêu? Cao 1m 58 nặng 85 kg. Đấy thế là xuống kiếm hồng rút đi con. Đáo đá, đủ đá nha. Đủ đá. Ngọc Nga 40 còn không? 40 hết sạch rồi. Còn 42 thôi. Lấy 42 cũng được chứ, 42 cái dây sau. Rồi. Sale cho mấy chị 100 ngàn. Nguyễn Nhụ. Nguyễn Nhụ 100 ngàn, lấy cái áo em đang mặc cho thoải mái cho Nhụ nè. Nguyễn Nhụ 100 ngàn, Nguyễn Nhụ có 2 áo vú nãy đặt. Hôm nay em sẽ sale cho mấy chị xích nhún. Hứa là làm. Hôm nay em sẽ sale cho mấy chị xích nhún. Má lùng một kiếm hàng. Cái điều mau gớm thiệt hết chứ. Ghê thiệt. Để ý, còn xích này nhiêu không? 24 con. Nhìn cái tên liếc qua sơ là nhớ đó là hồ cái ruộng, đọc cái tên rồi nhớ là khu vực đó. Nói giỡn với mấy chị thiệt nghe, nói thiệt. Giờ này là giờ like đỉnh điểm của mấy chị nè. Mẹ em mệt quá. Thiệt á. Nói thì như con ké thì em xong cái bồ nhúng này em qua quần riêng cho mấy chị nha. Ha. À, áo từ từ em còn bao cái áo theo sau đi. Còn rồi cái bao nhúng là gì? Áo ngực đen của Tuyết Hằng size 38 có được con cái nào không chị? Còn cái. Còn đúng cái là chị Tuyết Hằng. Rồi Tuyết Hằng nào, Tuyết Hằng nào? Tuyết Hằng 160 ngàn của Tuyết Hằng. Còn đúng cái là chị. Giờ còn size 42, 44 à. Ủa chứ gái lấy gì? Cho em một cái màu da 40 à, màu da 40 hết rồi. Trả lại cái áo của Nguyễn Nhụ 100 ngàn đây. Nguyễn Nhụ. Rồi trả lại con. Em tưởng nấu áo này. Em đọc sao thành áo này ghê, áo đá. Trời ơi chị kêu màu da mà em đọc thành áo đá. Dễ sợ thì. Từ từ mấy chị nhận hàng hết đi. Chừng nào có áo vú về lại quốc tiết. Dạ chị Thảo Châu một cái, Thảo Châu và bắp 100 ngàn. Hôm nay em lên xích nhúng mấy chị ơi. À, xếp đi chùa của em nha. Trời ơi xếp đi chùa đẹp lắm Tịnh Lê ơi. Nè còn được 2 xếp tay lớn của Tịnh Lê nè bé Lùng. Cứu gì nè. Xếp đi chùa 3 ít của Tịnh Lê. Hơi bị đẹp luôn mà bên chị may 4 size em rất là dễ mặc đồ luôn gái. Đúng không Tịnh Lê? Bên chị yêu size may 4 size em rất là dễ mặc đồ. Size nào nó cũng chăng chăng nằm ở trong cái tầm đó. Mấy chị rất là dễ mặc đồ luôn. Rồi của Tịnh Lê Facebook Ý Yên nè. Chị ít khách tuổi tin lắm Trịnh Lê. Nếu chị có khách tuổi tin nữa thì nó cũng đỡ lắm. Mà chị không có khách tuổi tin. Sao chị may đồ giống quỷ ra. Rồi hôm nay sale tiếp này cho mấy chị. Sale vú bao nhiêu? 38. Khó rồi. Thôi ráng chờ mấy ngày nữa. Bé Lùng nó mới chụp đó chị. Tại vì cái thích bộ đi chùa size L cho con Nguyễn Mai Bình Định thôi. Thích đi chùa đẹp lắm chị. 208. Sao đẹp. Chị móc lên cái này. Nhiều rồi. Đeo móc cái lại hả? Còn áo khoác hồng nhạt luôn Tuyết Hằng. Xuống lấy cái bao áo khoác đâu rồi? Lấy cái áo khoác màu hồng hồng nhạt. Em tin là hả Nga Bon? Xếp đi chùa đi. Dạ đây chị. À, hôm nay có về có đúng một cái xếp này đi chùa thôi. À, có đồ thứ bảy này đi Vinh Thầy Thiếm có đồ mặc rồi. Đây. Áo khoác cho ai anh? Ai biết Tiết Hàng hả? Ừ đúng rồi, ông khóc là Tiết Hàng. Tí thôi con là con lấy lại gì cái móc rồi Tí. Nè, Tí đi chùa nè mấy chị.
Trời ơi, cái này là xanh đen ha, có viền ha. Ô, cái này đừng quan tâm, chủ yếu cái áo nè. Cái này 280 ngàn mấy chị. Trời ơi, em nói mấy chị ha, ngày hôm nay là dùng từ là một điểm cộng cho con xưởng em nè. Ngày hôm nay là em phải dùng một điểm cộng cho con nhỏ xưởng em nè mấy chị. Không, em nói thiệt, nó kết hợp giữa một cái vải của Gucci, cái vải của thằng Chanel Gucci, nó kết hợp với cái một màu xanh đen. Nó không có co giãn mà may đã trừ hao rồi chị Nguyễn Mai Bình Định. Em may trừ hao tất cả mọi thứ. Bộ này 280, nó là một cái loại lụa rất là tuyệt vời ha. Bộ này lụa đẹp lắm, nhưng mà nhà em may lúc nào cũng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Mà nhà em may đã là trừ hao cho tất cả những chị mà lỡ dại đít bự, bụng bự, nay bự, vú bự và chim bự. Nói chung là có đầm ngắn, có gì, có đạm, có đầm ngắn cho em nha chị. Dạ chưa, đầm ngắn chưa. Dạ, Nguyễn Mai Bình Định mẫu XL, con lấy quay ra sân luôn ấy. Tết này ít lắm ha, Tết này ít lắm. Em đang dặm áo dài cách tân cho mấy chị nha. Để làm sao? Để là mấy chị mùa mưa đi cho nó khỏi loại quần. Em để cho chị Nguyệt Thu rồi. Em để cho chị Nguyệt Thu rồi, Nguyễn Mai Bình Định nha anh. 258 của Nguyễn Mai Bình Định. Cái bộ này dùng từ là hoàn hảo mấy chị. Nói thiệt, ngày nào hàng lên mà xấu là mấy chị thấy cái mặt em là biết liền. Chầm dầm như thịt chầm nấu cháo. Nhìn chưa? Nhìn chim ưng lắm chị ơi, nổi cái gì nhìn chim ưng nữa mẹ. Nói gì mấy mẹ cứ cặt giái chim chim rồi trong đây mệt dữ vậy trời. Đừng nói nha. Rồi lên bộ nhúng đi. Bộ nhúng một khi tôi sale là mấy chị cũng tắt quần chạy cho tôi thôi. 240 ngàn em sale cho mấy chị, còn 170 ngàn bộ nhúng. Sale còn 170 nha. Cái gì? Coi thử phòng tao có cái móc nào trống không chứ đừng có gỡ đồ tao xuống nha. Không bớt giỡn em cái kia. Còn cái nào chưa phơi mai phơi. Ngồi ngủ sớm sáng mai vậy làm bill phụ nghe anh Tư về rồi đó. Lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà là bắt con gà là chọc tức gà. Đây mấy chị, đây là bộ nhúng ha. Bộ nhúng này người ta gọi là bộ nhúng beo xanh ha. Mới về có một bộ, em để chị một bộ thôi. Mới về có một bộ, để từ từ chị. Từ từ đang ra nữa, đừng có mua trùm chi hết trơn á. Mình thích mình mua trùng cho mặt nó không có ok chị ha. Từ từ chị. Cái bộ này cái quần may thoải mái cho mấy chị chứ không phải Nam mô cho con cứ chồng Việt Kiều quất xuống lạy cái làm cái tẹt sau đít rồi ông bà không trứng luôn nha. May trừ hao hết rồi mấy bà nội nha. Bộ này em có size dưới 82-83kg. Em có hai size. Size số 1 ha. Size số 1 là dưới 82-83kg. Và size số 2 thì dưới 92-93-94kg là bộ beo xanh này. Bộ beo xanh kèm quần dài, teo. Dưới 80kg một size. Ha. Dưới 80kg một size. Và dưới 92-93kg một size. Rồi. Lên tiếp tục cho mấy chị, đó là beo xanh nha. Bây giờ em lên tiếp tục cho mấy chị thổ cẩm vàng. Thổ cẩm vàng mấy chị. Thổ cẩm vàng. Trời ơi xinh quá. Em mê mấy bộ này lắm. Em rất là mê mấy bộ này mấy chị. Rồi thổ cẩm vàng nha. Chị nào chốt thổ cẩm vàng chốt lên giùm em, xe cho mấy chị 170 ngàn thổ cẩm vàng. Beo xanh của Thu Phạm. Thu Phạm 90kg hả Thu Phạm? Rồi Thu Phạm. Thu Phạm quận 12 hả? Có biết hay vậy. Rồi Thu Phạm bộ số 2 nè, 170 ngàn của Thu Phạm. Bộ đây cho chốt giùm em bộ thổ cẩm vàng nha mấy chị nha. Thổ cẩm vàng em còn có hai size, số 1 và số 2. Cái gì cái bịch bóng gương mở vô chứ. Thổ cẩm vàng số 1 này. Để bộ mặt. Ủa nãy gì có một bộ. Nãy gì quăng cái chiếu. Nãy gì quăng cái chiếu ở đây là có một cái bộ. Đi chùa của gì góc chưa. Thổ cẩm vàng 90kg của Tâm Tâm. Dạ Tâm Tâm cho anh đó. Tâm Tâm là cái bộ con đang xếp đó. Tâm Tâm cho anh xin địa chỉ số điện thoại nha. Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Mấy chị lưu ý giùm em nha. 17. Đó bỏ dưới đây cho chị luôn con. 17 không vậy. Ừ, 17. Dạ, thổ cẩm vàng của Tâm Tâm nè. Ủa? Ủa quần hả? Đúng mắt gì đây nó dùng cái quần. Rồi, thêm Thu Phạm mua trúng mánh luôn. Thu Phạm thêm một bộ thổ cẩm vàng của Thu Phạm nè. Tay số 2 của Thu Phạm. Thổ cẩm vàng. Cái này
thổ cẩm nâu rồi. Gái ơi, thổ cẩm vàng hết size, hết hết size số 2 là Thu Phạm chút lấy thổ cẩm nâu nha. Nguyễn Nhụ 107. Rồi Tâm Tâm có rồi. Tâm Tâm có rồi, Nguyễn Nhụ 107. Nè em lên cái thổ cẩm nâu này cho chế lựa lại nha chế ơi. Em lên cái thổ cẩm nâu này cho thì chị Thu Phạm lựa lại nè. Thổ cẩm nâu. Mấy bộ này cưng lắm. Cái bộ này cưng lắm mấy chị. Cái này chốt giùm em thổ cẩm nâu mấy chị. Ha. Đây là bộ thổ cẩm nâu, nó giống y chang hoa văn vàng nè chế ơi. Cái bộ thổ cẩm vàng đẹp. Thổ cẩm nâu cũng đẹp. Nè, chị Thu Phạm lấy thổ cẩm nâu giùm em đi. Thổ cẩm nâu thì mặt nó gọn hơn. Vậy thôi. Đây là thổ cẩm nâu nè, ha. Dạ lấy số 2 chế nha. Rồi này của Thu Phạm nè. Thu Phạm 170.000đ, lên cho hết hàng mấy chị. Cái này em còn mấy bao luôn. Thật sự luôn, còn mấy bao nữa. Chốt giùm em thổ cẩm nâu. Chị Tâm ơi chốt thêm đi chị Tâm này, em còn bộ thổ cẩm vàng size nhỏ nè chị Louis lo Cherry Louis. Hay. Thổ cẩm vàng của chị, thổ cẩm vàng là chị Cherry Louis coi giùm em nha, thổ cẩm vàng. Ôi mấy bộ đây em nói thiệt với mấy chị mặc cỡ nào cũng xinh mà cũng kệ. Gì anh? Nguyễn Mai Bình Định thổ cẩm nâu của Nguyễn Mai Bình Định nè. Ừ em kiếm sai à. Em còn một cái mẫu nữa nha. Rồi thổ cẩm nâu cho Nguyễn Mai Bình Định nè. Rồi em lên cái một cái thổ cẩm cuối cùng cho mấy chị nha. Em lên cho mấy chị một cái thổ cẩm cuối cùng. Thổ cẩm vàng của Nguyễn Mai Bình Định luôn. Còn bộ cuối cùng 65kg. Cái quần nó hơi rộng tí xíu, nó rộng cái mông tí xíu. Thì ok thì chị chốt. Dạ bộ này sale còn 170. Em lên cho mấy chị một cái bộ này nè. Á bộ này bữa giờ chưa like còn nguyên cục luôn nè mấy chị. Hàng này hàng Quảng Châu mà. Hàng này Quảng Châu á mấy chị. Bộ này coi như là thổ cẩm nâu có 65kg không? 65kg là chị mặc cái quần hơi rộng thì ly bùi chứ cái áo là ôm. Ha. Thổ cẩm nâu cho chị Ngọc Mây Trắng. Rồi chị Ngọc Mây Trắng 170 nè con. 170 của chị Ngọc Mây Trắng. Đây là một cái bộ thổ cẩm mà coi như là chưa lấy ra like luôn. Bây giờ chốt giùm em thổ cẩm hồng này mình lấy cái tay đi ha. Bộ này chưa like luôn nè mấy chị. Bộ này chưa like luôn mà mấy chị ơi, cái bộ này em nói mấy chị mặc cửa nào lên cũng xinh lắm. Chốt lên giùm em thổ cẩm hồng mấy chị ha, xinh. Chị Tâm Tâm ơi, em lên tóc cho chị đó, mà bên em có điện thoại chút hàng đi nha chị. Tâm ơi, bên em không gọi điện chốt hàng, bên em chốt hàng qua tin nhắn này bên bên nhà em toàn đàn ông làm bill không mà chị. Có mình em like à, tại vì bên em không có làm theo hệ thống á chị Tâm. Nên anh Tâm trai giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha Tâm nha. Rồi chốt giùm, không chốt giùm em lên xong bộ này em nghĩ nè bà chị. Lên giùm em thổ cẩm hồng. Thổ cẩm hồng ha. Thổ cẩm hồng còn nguyên cục luôn, chưa ai đụng vô luôn. Thổ cẩm hồng của Thu Phạm size số 2. Rồi 170. Dạ Tâm, chị Tâm Tâm inbox cho em nha. Em mới nhắn tin cho chị Thu Phạm 170. Nó free size trên Tú ơi. Cái này khác cái thôi. Thổ cẩm hồng, mà phải trắng. Cái Nguyễn Thu Thu Phạm mua cẩm nâu. Ngọc Mây Trắng, thổ cẩm hồng. Ngọc Mây Trắng 170 con. Ngọc Mây Trắng 170. Thổ cẩm nâu hết rồi chứ ơi. Thổ cẩm nâu em còn size lớn à. Thổ cẩm nâu em còn size này chị Nguyên Phạm có vừa. Chị Nguyên Phạm lấy cái thổ cẩm hồng đi chị. Nó hồng có chút xíu chứ đâu có bị gì đâu. Nó giống như thổ cẩm nâu thôi chị. Lấy cái này chỉ còn số 1 cho chị Nguyên Phạm nè. Chị Nguyên Phạm đi con. Chứ cái kia là hết size chị rồi. Cái kia là hết size chị rồi nha. Dạ cho xem thổ cẩm hả chị đây. Thổ cẩm 170. 170 của Nguyên Phạm quận 12. Bộ này là size lớn rồi. Bộ này giờ em còn có bộ size lớn rồi ha. Bộ này nè nó giống như vậy nè mấy chị. Nó chỉ có khác hoa băng thôi. Nó khác cái hoa, nó khác cái màu thôi. Ví dụ như cái này là nâu. Nâu phối.
Còn cái thổ cẩm hồng này nó có hồng phối. Nó vậy đó mấy chị. Cái này cũng dễ thương lắm chị Quyên ơi. Con này em thấy nó cũng dễ thương mà. Dễ thương. Đó, em chốt cho chị cái này nè chị Quyên, nếu không ok thì chốt giùm em, báo giùm em là bỏ ra, xả ra giùm em á. Con này thổ cẩm hồng. Mấy chị. Nói chung là hàng này đẹp thì đẹp mà em bị lỗ hơi nhiều. Mà tới khi không bán được đúng không? Tới khi em mặc lên ngồi like mấy chị sẽ hỏi rất là nhiều luôn. Ha. Rồi hẹn mấy chị trưa mai 2 giờ nha. Hẹn mấy chị trưa mai 2 giờ giùm em. Thổ cẩm hồng size 83 kg của Thanh Tâm Võ. Thanh Tâm Võ size số 2 nè. Thanh Tâm Võ con. Rồi 170.000 Thanh Tâm Võ. Bé Lùng đang nhắn tin cho cô Thanh Tâm Võ. Cô Thanh Tâm Võ đọc tin nhắn và cho giùm em lên cái địa chỉ nha cô Thanh Tâm Võ. 7. An Giang hả Bé Lùng? Cũ. Tí là mày chỉ cho anh hai mày cái vụ coi coi đi. Anh hai cầm điện thoại rồi cũng online cầm điện thoại lên biết. Tâm Tâm cái gì thổ cẩm hồng gì? Tâm Tâm thổ cẩm hồng của Tâm Tâm thì Tâm Tâm cho địa chỉ cho con. Tâm Tâm cho rồi Hóc Môn. Rồi Hóc Môn mai có trong ngày nữa chứ. Ship thành phố của em là bên em nha. Hàng sale là bên em không giao đổi trả. Không, em nói cho mấy chị khách mới biết. Khách cũ là coi như kỳ cựu rồi ha. Như chị Ngọc Mây Trắng, Nữ Thu Phạm đồ ngày, Nguyệt Thu đồ ngày mấy triệu tiền hàng là coi như là quá kỳ cựu rồi. Là em phải nói cho khách mới biết là bên em hàng chính quy cho đổi trả, hàng sale không giao đổi trả. Dạ đang ra bộ màu nâu chị. Đang ra bộ màu nâu, em cho ra 3 màu lận. Để em dặn xưởng em. Trang may đồ đi chùa, may cho chị màu nâu với lại màu màu gì kiếm cái màu này nữa, may cho chị hai mẫu đồ đi chùa nữa nha. Mẫu này ok lắm luôn á. Hồng 70 kg chị. Rồi ai nữa chị, để mai xem chị muốn gì chị nhắn vô phần may để anh Phước khỏi làm bill. Hồng 70 kg chế địa kỵ chỗ của Yến Nhi. Ok Yến Nhi, trời ơi bà hiểu ý tôi dễ sợ rồi. Yến Nhi nè vừa chứ, dòng 125 cũng vừa. Tại vì sao chị coi nè, chị coi nè, chị thấy vậy á chị Tâm. Chớ mà nó rộng lắm, em kéo ra một phát chị coi nè ha. Nè chị thấy nó hơn cái góc hai cái mình em không? Nó đã lắm chị Tâm. Cho nên Tâm mua hàng nhà em yên tâm đi. Nếu mà không vừa là em không bao giờ em chốt cho Tâm hết trơn ha. Chị lưu ý đó là cái đặc điểm của em bán hàng từ xưa giờ luôn, chứ không phải thôi bán lấy tiền rồi từ từ giải quyết sau. Không có giải quyết sau đâu. Giải quyết sau phụ ship tới ship lui là lỗ cái đồ liền nha. Rồi chị Tâm ơi, buổi trưa em like 2 giờ, buổi tối em like 8 giờ rưỡi, trừ ngày nào em đi chơi với trai thôi. Là ngày đó em nghỉ chị nha. Rồi chào mấy chị, trưa trưa vô chơi với em, tối tối rảnh vô tắm rửa cho chồng ăn, cho chồng bú xong vô tắm rửa nằm nghiêng mình trước mấy quạt phơi háng vô nằm chơi với em mấy chị nha. Rồi vậy đi, mai gửi hàng nha mấy chị ha. Chị nào mà chị nào khách cũ mà mới có một cái hàng thì muốn ngày mai mua nữa thì nhắn tin vô phân may nó. Phước ơi, anh Bảy ơi, cho để bill lại, tại Bảy là chịu trách nhiệm làm bill hàng mấy chị. Còn giải quyết bill hàng là em, chứ nhà em là nhân viên là chỉ có anh chị em trong nhà thôi nha mấy chị nha. Rồi vậy đi.